Ngày 28 tháng 8, huyện Mộc Châu đã tổ chức chương trình ra mắt phần mềm du lịch thông minh Mộc Châu Tour. Đây là sự kiện mở đầu trong chuỗi hoạt động tuần văn hóa du lịch Mộc Châu năm 2023. Mộc Châu, điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới, là một trong những trung tâm du lịch trọng điểm của vùng Tây Bắc và quốc gia. Mộc Châu đang là điểm thu hút đông đảo du khách, sự quan tâm của các đơn vị lữ hành và nhiều nhà đầu tư. Để nâng cao hơn nữa giá trị du lịch, tăng khả năng tiếp cận của Mộc Châu tới toàn cầu, hướng tới phát triển bền vững, huyện Mộc Châu luôn quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển du lịch. Ứng dụng du lịch thông minh Mộc Châu Tour do công ty cổ phần IGB tài trợ cho huyện Mộc Châu với giá trị gần 4 tỷ đồng nhằm góp phần đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số, tạo cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp, cải thiện đời sống, an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn, tạo thuận lợi cho du lịch của huyện phát triển. Ứng dụng số hóa 5 dịch vụ bao gồm du lịch địa danh, văn hóa bản địa, sản phẩm truyền thống, ẩm thực và nghỉ dưỡng. Ứng dụng ra đời giúp cơ quan nhà nước dễ dàng quản lý các hoạt động kinh doanh trên địa bàn, giúp các doanh nghiệp, đơn vị, hộ kinh doanh có thể khai thác, truyền thông, quảng bá sản phẩm, dịch vụ tới gần hơn với du khách và giúp du khách có thể trải nghiệm Mộc Châu an toàn, tiện lợi. Việc chính thức đưa ứng dụng du lịch thông minh Mộc Châu Tour vào vận hành là một bước tiến lớn của ngành du lịch của huyện Mộc Châu, tạo cú hích quan trọng để sản phẩm du lịch của huyện Mộc Châu ngày càng thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.